trong thanh lễ ngày hôm nay chúng ta hiệp ý cầu nguyện một cách đặc biệt cho từng người ca viên của ca đoàn Teresa của chúng ta. Xin Chúa hãy chúc phúc gìn giữ quý anh chị để mọi người trong chúng ta cảm nhận được chính Thiên Chúa gọi chúng ta, gọi để trở thành ca viên, để cất lên lời ca, tiếng hát thả ơn Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa. Và qua lời ca tiếng hát đó, tất cả con cái của Chúa trong cộng đoàn nâng tâm hồn lên. Trong thánh lễ đó, trong thánh lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho ý chỉ như vậy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, mọi người trong chúng ta như hồi nãy con có chia sẻ là những người yếu đuối mộng giòn tội lỗi lầm. Chúng ta cần Chúa thương xót thứ tha tội lỗi của mình. Trong thánh lễ này, chúng ta hãy dâng lên Chúa những tâm tình nỗi khổ riêng của mình và xin Chúa thương xót thứ tha tội lỗi của chúng ta để mọi người chúng ta xứng đáng tham dự mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con, cả đời Chúa chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả. Thiên thần đang phục vụ Chúa trên trời cũng luôn luôn phù hộ chúng con ở dưới đất.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con người hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chiếc sách tiên tri Daniel. Tôi chăm chú người mãi cho đến khi đặt sau kết quả. Bô lão lên ngự trên trời, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tinh tuyền như lông chiên, tòa của người như ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy, trước mặt người có con sông lửa cuồn cuộn chảy như thác, có hàng ngàn kẻ phụng sự người và muôn muôn vàng kẻ trầu trực người. Người ngự tòa xét xử và các quyển sách đã được mở ra. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi nhìn thấy như con người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị bô lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt một vị bô lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ và tiếng nói đều phục sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy. Đó là lời Chúa. Thank you.
chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể, chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa. Alleluia. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu thấy Natanael đi tới mình, thì nói về ông rằng: đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Natanael đáp: sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời rằng: trước khi Philip-phê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả thì ta đã thấy ngươi. Natanael thưa lại rằng: lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu trả lời: vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và ngươi nói với ông: ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, ngày hôm nay cùng toàn thể giáo hội chúng ta mừng lễ các thánh thiên thần bốn mặt chúng ta: thiên thần Gabriel, Michael và Gabriel. Mọi người trong chúng ta có cảm tưởng rằng chúng ta thật là diệu phúc. Tại sao mà cha Cường lại nói chúng ta là những người diệu phúc như thế? Bởi lẽ có một điều chúng ta phải cảm nhận như thế này: nếu mà để ý trong tất cả các đạo đạo khác chứ không phải là đạo Công giáo nhé, chẳng hạn như Phật giáo đi, Phật giáo ngài không bao giờ nói ta là đấng tạo hóa, không phải, đúng không? Không có một đấng nào mà tự nói mình là Thiên Chúa, là đấng tạo hóa. Đạo Công giáo chúng ta quả là phải nói rằng là chúng ta là những người diệu phúc bởi lẽ chính Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta biết ngài là ai, ngài yêu thương chúng ta như thế nào. Chính Thiên Chúa mặc khải, còn nếu mà ngài không mặc khải thì chúng ta vô phương biết Thiên Chúa là ai. Quả thật là như vậy. Diệu phúc được Thiên Chúa mặc khải, ngài là Thiên Chúa, và cũng chính Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta ngày hôm nay trong bài tin mừng là các vị Gabriel, Michael và Raphael. Các thiên thần này là các thiên thần luôn luôn hằng kế bên Thiên Chúa. Chúng ta là những người diệu phúc đã được Chúa mặc khải như vậy. Và tại sao bài ông nâng tin mừng ngày hôm nay nó có liên quan gì đến các vị tộc lãnh thiên thần? Khi mà mình suy niệm, tôi cảm thấy rằng là chẳng có liên quan gì cả. Nhưng mà Chúa Giêsu Kitô nói như thế này: ông Natanael là người như thế nào? Lòng già, không gian dối. Chúa Giêsu khen ông ta: ông này là lòng dạ không gian dối. Có nghĩa là lòng dạ của ông này giống như các thiên thần vậy. Mà ông Natanael được Chúa khen là ông này là người lòng dạ không gian dối, một người Israel có một không hai. Mà để mà cho Chúa khen như vậy đó, tại vì chính lòng dạ của ông ta đơn sơ giống như Thánh Teresa hài đầu Giêsu,
phải không các? Con đường nhỏ bé, đơn sơ, hiền lành và lòng dạ không gian dối. Mà ai là lòng dạ không gian dối? Chỉ có trẻ nhỏ thôi, chứ còn mình lớn lại lòng dạ mình đen tối, nhưng mà gian dối không những không gian dối còn đen tối nữa. Thảo Ngân, trẻ con lòng dạ luôn luôn trong trắng, không có gian dối. Thì ông Na-va-en này được Chúa khen, có nghĩa rằng nếu mà chúng ta muốn được Chúa khen á, thì lòng dạ của chúng ta như thế nào? Cũng giống như ông Na-va-en và ông dòng lòng dạ cũng trong đơn sơ hiền lành và không một chút bận nhơ. Có nghĩa là lòng dạ của chúng ta không để cho một chút tội lỗi, hay nói đúng hơn, lòng dạ không gian dối như ông Na-va-en. Và lòng dạ không gian dối thì dĩ nhiên nó giống như các thiên thần. Ước gì mọi người chúng ta đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, và Chúa đã khen ông Na-va-en. Ước gì mọi người chúng ta cũng được Chúa khen, và muốn được Chúa khen là ông này tốt lắm, đơn sơ lắm, trong trắng lắm, lòng dạ không có đen tối, không có gian dối như vậy. Thì khi mà Chúa thương là Chúa chọn, Chúa thương Chúa chọn. Anh Huy nói đúng quá, Chúa thương Chúa chọn cho anh Huy làm trưởng nhóm hôm nay. Cho nên là Chúa thương chúng ta, Chúa chọn cho chúng ta cách này cách nọ. Hãy làm sao bắt chước ông Na-va-en một lòng trong sáng, đơn sơ như các trẻ em, lòng dạ không gian dối. Được như vậy thì tâm tình của mọi người chúng ta luôn luôn là tâm tình yêu thương và phục vụ đúng theo nghĩa của lòng bên theo lòng Chúa mong muốn. Amen. Amen. Giáo dân xin mọi người cùng đứng. Lạy Chúa là Chúa của tất cả chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa ban trọn tình thương. Ngày hôm nay chúng con quy tụ trong nhà nguyện nhỏ bé này để cùng nhau tĩnh tâm, để Chúa dạy bảo chúng con đường thơ ấu, con đường trẻ nhỏ, và con đường như Chúa Giêsu đã nói với ông La-va-en ngày hôm nay, lòng dạ không gian dối. Giờ đây chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình của cộng đoàn chúng con. Qua lời cầu bầu của Thánh Teresa, xin Chúa cho mọi người, xin Chúa cho mỗi người anh chị em trong ca đoàn chúng con biết siêng năng lần hạt mân côi, cầu nguyện, ăn chay, xưng tội, chầu thánh thể, để giúp chúng con yêu mến Chúa hơn và trở thành môn đệ chân thành của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa ơi, trên bàn thờ là những ánh nến, đó là tâm hồn của chúng con. Xin Chúa cho chúng con trở nên đơn sơ, thánh thiện, khiêm nhu và nhỏ bé như Thánh Teresa, để chúng con trở nên xứng đáng là những khí cụ bình an của Chúa, cất cao tiếng hát chất chứa yêu thương đến nơi oán tù, ngân xa tiếng hát của lòng vị tha vào nơi lăng nhục, và của lòng an hòa vào nơi tranh chấp. Chúa ơi, xin hãy thánh hóa lòng con, để tiếng hát con không vương hận thù ghen ghét, không nặng nề lòng kiêu căng tự phụ. Chúa ơi, xin ở mãi bên con, để tiếng hát con bay cao, vượt qua những tầm thường nhỏ mọn của lòng người, để tiếng hát con xứng đáng là bài ca chúc tụng, ca ngợi Đức Chúa bao la. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm nhường, biết trở nên một em bé đơn sơ,
ngây thơ chân thật trước mặt Chúa như Thánh Teresa xưa. Xin cho chúng con biết sống đời cầu nguyện trong từng giây, từng phút trong cuộc sống của chúng con hôm nay. Và cuối cùng xin cho chúng con biết thực hiện đức ái, biết yêu thương mọi người anh chị em chung quanh chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho cả đoàn chúng con luôn biết cầu nguyện và hướng về Chúa để chúng con thêm tình thân ái, tương trợ lẫn nhau, dẫn dắt mọi người đến gần với Chúa hơn và phục vụ trong tinh thần với lòng mến, sự trưởng thành và ý thức trách nhiệm của người ca viên trong những sinh hoạt của các đoàn và giáo xứ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xưa kia, trong bữa tiệc ly, Chúa đã nói với các thánh tông đồ: các con hãy rửa chân cho nhau. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ca đoàn, cho mỗi ca viên chúng con luôn biết phục vụ trong yêu thương, luôn biết quên đi cái tôi để biết sống khiêm nhường và tha thứ cho nhau. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con biết nói gì đây? Sau một ngày chúng con được lắng nghe những lời giảng dạy, những lời chia sẻ, xin cho chúng con luôn nhận ra tất cả đều là hồng ân của Chúa. Chúng con chỉ xin Chúa ban cho chúng con trở nên nhỏ bé, cho chúng con được một chút thôi những thay đổi trong mỗi tâm hồn mỗi con người chúng con. Và những điều thay đổi đó sẽ giúp chúng con trong cuộc sống trở nên hoàn thiện từng chút một. Lạy Chúa, đó là tất cả những tâm tình mà chúng con xin được dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho anh chị em ca đoàn của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Là Chúa Giêsu Thánh Thể, là Thiên Chúa, là nguồn tình yêu. Khi xưa Chúa phán rằng: với dấu chỉ này thế gian sẽ nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, là chúng con yêu thương nhau. Là Thiên Chúa tình yêu, chúng con hiện diện ở đây xin nguyện dâng lên Chúa tất cả tâm tư và tình cảm của chúng con, nhưng những anh chị em trong một đoàn thể. Thế rồi từ nơi đó chúng con nguyện xin Chúa ban cho chúng con một lòng yêu thương gắn bó với nhau trong tất cả mọi việc làm, mọi hành động, những gì chúng con sống và sinh hoạt với nhau. Để rồi tình yêu đó sẽ luôn luôn là sức mạnh, là nguồn sống, là nguồn lực để đưa chúng con dâng lời ca tiếng hát, để thúc đẩy và giúp cho ca đoàn mỗi ngày một thăng tiến. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho con cho chúng con luôn luôn mang tâm nguyện là một đầy tớ vô duyên bất tài, để chúng con luôn luôn ngước mắt lên cầu xin Chúa ban cho những ơn để chúng con có thể sống và làm gạch nối giữa anh em, để chúng con có thể phục vụ trong lòng mến và sẵn sàng mở rộng lòng ra tha thứ để có thể yêu thương như lời Chúa dạy. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha của chúng con, đó là tâm tình của mỗi người chúng con dâng lên Cha. Nếu đẹp lòng Cha, xin Cha đói thương chấp nhận.
chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Tri ân, đây là của lễ được các thiên thần đem lên trước tôn nhan vinh hiển. Ước chi của lễ này được Chúa thương chấp nhận và đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời tất cả quý anh chị cùng tiến lên gần bàn. Mời tất cả mọi người đứng xuống. Thưa Chúa ở cùng anh chị chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
trong ngày lễ các thiên thần và tổng loại thiên thần, chúng con không ngừng tôn hô Cha cao cả, vì khi tôn kính các ngài, chúng con nhận biết Cha là đấng hiển vinh. Vẻ huy hoàng của các ngài tỏ cho chúng con thấy Cha là đấng vô lượng vô biên, trội vượt trên hết mọi loài. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con hoan hỷ tôn thờ Cha uy linh cao cả và đồng thanh ngợi khen chúc tổ sản. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng âm thanh thần Chúa thanh qua những cuộc lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và biên xương Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi công phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tội tớ của Chúa là những linh hồn, ông bà, thân nhân của chúng con đã mà Chúa đã gọi ra không để lại phải với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết thì còn Chúa được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào vương danh sang tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn thấy đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và liên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng Cha. Chúng ta có thể trở về chỗ ngồi. Lạy Thiên Thiên Chúa, thương xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, thương xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con gần đem Chúa ngự vào nhà con, như xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy bánh bầu trời nuôi dưỡng chúng con và ban cho chúng con nguồn sinh lực mới. Ước gì chúng con lại được các thiên thần hỗ trợ và chúng con sẽ vững vàng tiến bước trên đường dẫn tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bằng an. Tạ ơn Chúa. Rất là nghèo nàn về những cái món ăn tinh thần này. Cho nên một lần nữa con xin đại diện cho ca đoàn, xin Thiên Chúa luôn đổ tràn hồng ân xuống trên cha. Và như cha cũng đã biết rồi thì ngày mai là cha đồng tế với cha quả nhiệm chúng con. Sau thánh lễ thì mời cha cũng tham dự với buổi tiệc vui của ca đoàn chúng con.
tại cái chỗ mà gần chỗ tổ đó thì không quên đi. Lúc nãy là cha nói chị nha, chị quên rồi, chị chưa có mời em, và mình hết cả hồn. Nhưng mà bây giờ là cha đi xin tổ với cha Lương đi nhé. Ông là người tôi đã thích rồi. Cha nói dạ thưa chị, vâng ạ. Bây giờ mở ra coi lại về sự thật thì chưa có đưa cho cha cái địa chỉ thôi. Nhưng mà đã nhận lời rồi thì xin mời cha. Là ngày mai nếu cha đó thì giờ chị cùng vô thờ tháp với chúng con ở nhà thờ trước 2 tiếng. Còn nếu mà cha mệt quá thì thôi, thì mời cha đến tham dự thánh lễ và dự tiệc với chúng con. Nghe xin là cảm ơn cha. Có hai người chúng tôi cũng xin nói đôi lời cảm ơn, đó là chị Trọng Ý, như quý vị biết là anh Trọng, cái người luôn gắn bó với cả đoàn, tất cả những sinh hoạt cả đoàn, tất cả những cái công việc cả đoàn, anh ấy luôn bao giờ cũng nói là có điều gì mà cả đoàn cần cứ nói anh một tiếng. Như quý vị thấy, quý vị là cái dạng âm thanh của anh bé bê từ nhà tới đây, rồi ngày mai cũng vậy đó, ở chỗ chúng ta có âm thanh hết. Nhưng mà anh tới nghe đây được, để anh mang người ta tới. Đó là cái tâm lòng của anh chị, là lúc nào cũng ủng hộ cả đoàn, cũng thương yêu cả đoàn. Một người anh và một người bạn của tôi, xin quý vị cho hai chị. Sau đây thì chúng ta có một cái video để chúng ta cùng coi lại những tháng năm sinh hoạt, và đồng thời chúng ta ngồi tám với nhau một xíu, rồi trước khi mà chúng ta vào phòng ăn chúng ta ăn cơm.